Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về các thích thất lập trong phần mềm Formit. Các bạn thấy rằng trong Formit chúng ta có một cái mục hình bánh xe, đây chính là mục setting. Thì ở đây chính là nơi chúng ta sẽ thiết lập những cái cấu hình dành cho Formit khi chạy trên máy tính của chúng ta. Đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta có mục application settings. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai chế độ. Một là hiển thị. Chúng ta sẽ bật cái chế độ là bắt điểm vào hệ thống lưới. Ở đây, giả sử bây giờ nó đang bật thì các bạn sẽ thấy khi chúng ta vẽ thì nó sẽ bắt điểm vào các hệ thống lưới cho chúng ta như thế này. Thì đôi khi các bạn sẽ không cần bắt điểm thì các bạn có thể tắt nó đi. Tiếp theo nó có một chế độ đó là hiển thị cái đường đi, hiển thị cái kích thước ấy. Giả sử như mình tắt nó đi nhé, các bạn sẽ thấy này, khi chúng ta vẽ nó sẽ không có cho chúng ta biết là chúng ta đang vẽ với cái kích thước như thế nào. À, chúng ta vẽ rất là tự do và không biết chính xác cái kích thước. Tuy nhiên khi các bạn bật lên, khi chúng ta vẽ nó hoàn toàn là có kích thước. Và các bạn có thể kích vào đây để điều chỉnh cái thông số này, ví dụ đây là 20m chẳng hạn. Đấy, thì mình lưu ý rằng cái này các bạn nên bật lên để vẽ cho nó chính xác hơn. Còn chế độ này thì tùy thời điểm các bạn có thể sử dụng. Tiếp theo một sketch setting chúng ta sẽ có những cái như sau. Nhất là unit thì chúng ta sẽ có những cái thiết lập như là về đơn vị. Thì các bạn có thể là imperial là đơn vị theo inch, foot hoặc đơn vị metric thì cái này Việt Nam thường dùng, tức là chúng ta sẽ sử dụng đơn vị mét, cm, mm. Đấy, các bạn có thể thấy. Tiếp theo các bạn sẽ thấy chúng ta có cái chế độ visual style, tức là chúng ta sẽ hiển thị tùy vào cái nhu cầu mà các bạn có thể hiển thị. Ví dụ như các bạn có thể chọn chế độ là hiển thị bóng mờ như này. Đấy. Hoặc các bạn có thể hiển thị như là các chế độ về hiển thị cạnh, các bạn có thể cái cạnh nó bị có hay không, hoặc các chế độ hiển thị về cái độ đậm nét. Đấy. Hoặc chế độ đây các bạn sẽ thấy nó nét nó đậm lên. Đấy. Cái đây thì nó sẽ biến cái bản vẽ chúng ta thành như nét vẽ run, nó hơi không được thẳng mà nó hơi cong cong như thế này. Hoặc các bạn sẽ thấy chúng ta có các hệ chế độ như là có nét thừa, ví dụ đây các bạn sẽ thấy có chế độ nét thừa là chế độ extend f. Đấy, các bạn sẽ thấy display hidden line là chế độ chúng ta sẽ hiển thị những cái nét đằng sau. Đấy, các bạn sẽ thấy ví dụ đây mình sẽ tắt nó đi. Đấy, thì nó sẽ ẩn đi. Ngoài ra chúng ta có một chế độ như là hiển thị cái hệ thống lưới hay hiển thị level thì tùy các bạn, thì các thiết lập các bạn có thể xem xét làm sao điều chỉnh cho nó phù hợp. Tiếp theo chúng ta có chế độ model district thì các bạn cũng có thể điều chỉnh các thiết lập để làm sao hiển thị cho nó phù hợp với cái nhu cầu của bạn. Thì mình có một lưu ý nhỏ rằng với các mục hiển thị này ấy, thì nó cái việc hiển thị cũng sẽ giúp các bạn rất là vẽ nhẹ nhàng hơn, không dấn lát, bởi hiển thị trong 3D nó chiếm rất là nhiều cái dung lượng cả màn hình. Đấy, do vậy khi các bạn vẽ mà có hiện tượng dấn lát hoặc là các bạn vẽ các công trình mà nó khối phức tạp thì các bạn nên xem xét tắt bớt các hiệu ứng hiển thị, làm sao cho nó đơn giản nhất và nhẹ nhàng mà chúng ta có thể vừa đáp ứng được công việc. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể thiết lập trong một setting của phần mềm Formit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.